Quá rồi đó. Đó. Thôi vậy mà anh Lộc cũng ngồi sững đơ trời. Trả lại con gái Ông em gái ở đâu cơ? Chiều nay nó cho ông mấy ông ơi, thấy chưa? Thơm không anh Lộc? Dạ. Ôi Tại trời. đâu mà ông thơm được rồi. Thấy anh hùng bữa hả? Em đưa bạn anh hùng đó rồi. Bên đây nè. Tôi. Rồi, sao vậy? Không chung. Hai đứa làm ghiền, đưa bạn anh hùng đó rồi. Lại ở chồng. Ở chồng. Ừ. Thương bả nghe, anh thương bả nhiều nghe không? Không. Bà hiền lắm, ông không thương không thương quá đâu. Dạ. Ừ. Sao kỳ hả? Không. Ừ. Bà thương anh lắm đó. Dạ hả? Ừ. Sao biết? Anh đi kiếm đứa khác sao rành khổ. Trời. Trời bà này bất khoái, bà nghe nhiều đó bà nói. Dạ hả? Rồi bây giờ quyết định bữa nay đi đâu nè? Dạ. Em đi qua bên đi bây giờ đi chơi đét ra được không? Không đi qua. Đi qua bà bên mẹ đặng xong qua con đét chơi. Được, đi qua chú mẹ bà chứ. Quê rồi đi ăn chơi chút về đi. Đó thấy không? Nhưng bà mà đẹp ha, dễ thương ha. Con của bà ông em bé mà coi kìa. Bữa nay là anh Lộc sẽ nói gì với mẹ Đặng nè? Dạ. Anh Lộc nói với mẹ Đặng nè. Bữa nay hai người là đến với dạ, nhau được bữa nay đó. Chúc mẹ Đặng năm mới phát tài phát lộc. Bữa nay chúc anh chị mà ăn phát tài phát lộc, cười vợ bên Mỹ bên Tây. Bữa nay thấy anh Lộc cũng có những nụ hôn nồng cháy nè, rồi mơ cũng có những nụ hôn nồng cháy nè. Dạ. Phải không? Dạ. Đi đến với nhau được chưa? Dạ. Tết là chở em đi chơi đó nha. Ủa đừng có rời rời bên kia kìa trời ơi. Ừ, Tết chở em đi chơi chị. Bên đây nè, rời cái người kia coi kìa. Không có đâu, quá giàu. À, ông đi, đi. Ừ. Nó chở mà uống cà phê đi ăn đồ quán ở chơi nha. Ừ, à, bây giờ rồi, chứ chở dây điện nữa. Vô đây, đi bên nè. Vô đây, đâu vô. Cái này hẹp dữ lắm nha. Ừ, vô đi. Rồi, thẳng luôn. Vô, vô anh Liêm ơi. Đó, này, hôm đang dịnh sợi dây điện nữa nè. Ừ, Liêm ơi. Ok. Anh đậm nè, đậm đó. Mình anh đậm. Anh đi chơi. Ừ. Mơ nè anh. Tao thấy tao đang mơ đi ghê không? Con mà qua cho đi đó. Con này chở mơ với Lộc đi. Ờ, đi chỗ nào gã cho nó đám cưới tới Tinh Đình đi. Đi thăm mẹ. Mở ra cho ông vô. Ông vô quán nào đó. Ông lên đó rồi đó. Thằng Giang kêu vô đó đó. Ừ. Anh, hôm nay Trân sẽ chở mơ. Hôm nay em Trân đi quay với Phong luôn đây. Dạ. Thế à, giờ mình đang đi trên đường Sa Đéc để qua thăm mẹ Đặng, rồi qua thăm mẹ Tổn này, thăm tất cả anh chị luôn, anh Tăng, chị Tăng, anh Phong, chị Phong. Cười giỡn luôn, anh Tết Linh Đình nha, bên Mỹ bên Tây chứ đi là về với chị Vân Hương. Rồi bây giờ nè. Dạ. Là bữa nay lên đồ đẹp vậy đó. Dạ. Thì thấy cũng nhu mì quá đó. Dạ dạ. Thì chắc có lẽ là anh hèn con năm nay 40, em hai lúa. Ừ, mẹ Đặng chắc có lẽ. Ê, mẹ Đặng chắc có lẽ mẹ thương lắm đó nha. Thương. Nhớ không? Đấy à, mẹ ơi con qua thăm mẹ nè mẹ. Ừ à. Dạ. Thấy không? Rồi anh Lộc á có anh Tuấn. Thấy ở quên anh Tuấn á. Sẽ anh thấy mơ làm sao? Anh Tuấn. Đẹp chứ gì? Anh nói với mẹ Đặng sao? Hết à? Đẹp lắm rồi. Cũng quay hùng quá anh em. Chồng quay. Nói mẹ giờ con đến với em mơ luôn nha. Mơ, ủa sao quay hùng quá anh? Ra hỏi thăm sức khỏe mẹ Đặng rồi sau đó là xin phép mẹ Đặng cho con đến với anh Tuấn nha. Kìa kìa nói chuyện kìa. Ba quay hùng rồi đó ha. Quay hùng ơi, hùng ơi, rồi em còn ổng luôn. Rồi giờ hai người hỏi chuyện nhau đi. Dạ. Ừ. À, đứt là dễ thương ha. Ừ. 1, 2, 3. Ừ. Này không? Thấy đến với nhau được phải không? Dạ. Thằng ơi cặp thì súng ha. Súng quá trời luôn. Súng sợ. Ủa sao mà yêu dữ người ta? Được ha, chịu rồi đó. Ừ. Nè, cầm cái bánh đây. Cặp bèo súng vào. Ở Mỹ coi rồi. Ở Mỹ coi mẹ con ai mẹ con cũng cặp hết chứ. Anh Lộc sượng vậy anh Lộc. Có người yêu mình vậy đó là sao sượng kỳ vậy? Anh phải đáp lại những cái mà mơ nó đang thổ lộ nè phải không mơ? Dạ. Có như mơ giờ mơ yêu phải không? Không thích rồi đó. Ừ. Dạ. Rồi anh Lộc sao? Cũng thích luôn ha. Thích luôn. Qua thăm má nha. Ừ. Để em qua thăm má anh. Chúc anh với má anh ăn Tết Linh Đình, các anh chị cười giỡn bên Mỹ bên Tây tất cả hết nha. Ừ. Đừng có buồn, đừng có xu năm ngủ qua bỏ hết. Ừ. Em cũng ăn Tết luôn. Ừ. Được với anh Tuấn luôn. Trời ơi công nhận chứ. Bữa nay mẹ Đặng mà gặp hai đứa đến với nhau vậy là mẹ vui đúng không? Ừ. Vậy là nè, anh Lộc anh hiền lắm á, anh Tuấn anh hiền lắm á. Thì mơ phải dạy nha. Dạ. À, không ăn hiếp đâu nha. Dạ dạ. Anh Lộc
thấy vậy là cũng như là tiền nó không có thương anh đó, không có yêu anh nữa đó. Thì đây là mơ đó, là có thương yêu anh rồi đó. Giờ anh có đáp trả lại không? Anh chưa vô em được. Mặt em bự. Phải trả lời đi, trả lời cho mơ an tâm để mà mơ trao yêu thương nè. Dạ. Chúc anh Tâm cầu giỡn, anh thích linh đình nha anh Tâm. Anh vậy? Anh Tâm luôn. Thôi bây giờ nè anh nào? Anh Tuấn luôn nha. Anh Tuấn nè, ngồi anh Tuấn mà anh nào nữa? Anh ta thích tất cả anh chị đồng nghiệp luôn. Ừ. Bên Mỹ bên Tây về cầu giỡn chơi. Ừ. Bữa nào dẫn em đi sân bay Quận Nhất chơi luôn. Thôi bây giờ nè anh kế bên kìa. Dạ. Hỏi giờ anh có muốn... Bà má còn mới mua nè. Mơ. Hỏi giờ nè anh có thương em không? Dạ. Hỏi đi. Nói anh có thương em không? Rồi giờ là anh Lộc hỏi lại đi. Anh Lộc phải hỏi lại. Nói anh Lộc có yêu em không? Có không quên anh Tuấn có yêu em không? Dạ. Rồi giờ nè anh Tuấn đó phải hỏi lại mơ có yêu anh không? Cũng mơ thích thích. Thương đi. Thương luôn. Yêu luôn. Yêu luôn. Đến với nhau luôn. Đến với nhau luôn. Tối tiếp theo luôn. Tối tiếp 5 giờ chiều chơi xe qua chơi. Rồi. Cảm em. Ồ thấy chưa, có hẹn luôn rồi kìa anh Lộc ơi. Dạ. Đến với nhau luôn nha. Dạ. Ồ, con vợ ông này cũng đẹp lắm. Con vàng con này sẽ cô đẹp. Dạ, cuộc tình này hả? Cũng sẽ gây biết bao nhiêu là sóng gió nè, phải không em? Nhiều chỗ Đài Loan Hàn Quốc thích em, em không chịu. Ừ. Em ở thì em nuôi mẹ cũng giống như mình chờ Lộc đó ở là Tuấn đến để mà trao yêu thương, phải không? Dạ. Quá xá luôn rồi, cặp đôi này hạnh phúc lắm nè. Ông liều tôi lại quá. Thương không? Dạ thương. Thương thiệt không? Thương thiệt. Không có lừa dối anh Lộc nha. Dạ, có đã ôm nhau kìa. Ừ. Thương nhau thấm thiết không? Dạ, yêu nhau đậm đà luôn. Ừ. Giờ sao con cháu luôn. Đó. Đó. Ồ vậy mà anh Lộc cũng ngồi sững đơ trời. Trả lại con gái coi. Ông em gặp ở đâu cơ rồi. Chiều nay anh nó cho ông ngoài đồng hồ. Dạ chưa, thơm không Lộc? Dạ. Ôi trời. Thơm không? Thấy anh hung bữa hả? Em đưa bạn anh không có coi. Đây à. Thôi. Rồi, sao vậy? Hai đứa làm ghiền, đưa mặt không hôn đó coi. Lại ơi, chậu. Thương bả nghe, anh thương bả nhiều nghe không? Không. Bà hiền lắm. Không, không có thương bả đâu. Dạ. Ừ. Sao kỳ vậy? Ừ. Bà thương anh lắm đó. Dạ hả? Ừ. Sao biết? Anh đi kiếm đứa khác sao rồi anh khổ. Chưa nghe. Trời, bà này bất khoái, bà nghe nhiều đó bất khoái. Anh thương anh lắm. Dạ hả? Anh thương bả rồi, cho nên anh kiếm khác anh khổ đó. Rồi bây giờ quỷ ma không? Ừ. Sáu nguyệt không? Ừ, thôi bây giờ khiều Lộc đi, cứ khiều Phong ngoài hà. Em đó. Thương anh Tuấn hai lúa. Đúng rồi đó. Em thương mấy anh Điểu Sở Khanh, em sợ quá. Đúng rồi đó, Lộc thấy hiền ha. Ừ, nó quýnh chết đó. Thôi không có nói nữa, bây giờ nè. Đẹp trai nó quýnh. Đúng rồi đó, Lộc là dễ thương nhất luôn rồi nè. Thương cho đấy á. Hai đứa bữa nay mà ngồi trên xe du lịch này hả, là phải nói chứ không chừng tháng sau là ngồi ở đây mà mặc sơ rê với mặc đồ chú rể luôn ha. Ừ. Được không? Được. Đến luôn phải không? Đến. Cưới nhau luôn. Hãy đến với nhau đêm này, ta cùng nhau đắm say. Ừ. Cho ngày mai cười sáng. Hãy đến với nhau đêm này, đừng buồn nữa anh chị ơi, ta cùng vui ăn Tết, xây quầy đất nước niềm cười vui. Yeah, có khả năng đám cưới này nó tiến hả là trước Tết đó mà nha. Đám cưới vui đầu xuân, anh xôi chúc chị xôi con trai đầu lòng, con gái hoặc con trai, anh ơi hai chúng mình cũng đẹp đâu. Ôi quá trời. Đám cưới người ta mình cười biết mấy, sao vợ chồng mình cũng bắt chước tỷ chung vui vậy. Được không? Quá dữ luôn. Anh này cay không? Anh không cao. Ừ, anh ít cao lắm. Đưa tay ngắt cổng gao ngô, thương anh mà đứt ruột giả đỏ ngô lơ. Này anh ơi, có thấu tình em không? Rồi hôm nay đó là mơ thổ lộ với Lộc, và anh Lộc cũng đã có những cái đáp trả rồi nha. Dạ. Mong rằng là hai người đến với nhau. Dạ. Sau khi những cái trên mạng sẽ có những cái bảo cấp 5, cấp 6 luôn đây. Dạ. Hãy đón xem nha cô chú. Mưa luôn, Tết. Ừ, đúng rồi. Ăn Tết rồi cái ban ngày ban đêm mưa cầu giỡn luôn. Ừ, ok luôn. Vợ chồng tình nhân ta ôm ấp đâu. Rồi. Ây, em ở em mình em buồn, em cũng muốn chồng ai ở em. Rồi giờ thương nhau một cái trước khi tắt máy coi. Dạ.
thun nhau phải không? Được chưa? Trời ơi, đã không? Đã không mà, trời ơi trời. Bà tôi lại qua chứ. Bà gặp con, bà nói lại. Rồi, hãy đăng ký kênh theo dõi cho cô chú anh chị. Phong xin chào.